Hello, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Tinh Hoa Phẫu Thuật. Hôm nay chúng ta sẽ giải đáp một số thắc mắc trong phẫu thuật ha. Lâu rồi mình đã không giải đáp cho các bạn. Bữa vừa rồi chúng ta toàn là tập luyện không đúng không? Vậy thì hôm nay mình xin cố gắng giải đáp cho các bạn một số cái thắc mắc cũng cần thiết trong phẫu thuật ha. Rồi mời các bạn đón xem. Rồi cái thắc mắc thứ nhất trong phẫu thuật mà có bạn ý kiến, có bạn hỏi mình á, đó là cái gì? Thứ nhất đó là chúng ta, anh ơi, chúng ta học võ ở trong sách ra chúng ta có được không? Chúng ta học võ từ sách ra có ổn hay không? Vậy thì xin giải đáp cho bạn câu hỏi đầu tiên. Vậy thì học võ trong sách thì thứ nhất đó là được, học sách học võ trong sách được, nhưng cái quan trọng nhất bây giờ là cái gì? Đó chính là cái sách ấy, mình phải dành lời khuyên cho bạn cẩn thận nhá. Các bạn học sách, sách là phải dành cho những cái người mà đã học võ ở trên lớp võ. Các bạn đã học võ ở câu lạc bộ, ở võ đường, học trực tiếp của một người thầy, học trực tiếp từ một cái lớp lò võ thực tế ở ngoài ấy, nhá. Có người thầy dạy rồi các bạn học lâu năm, các bạn lên trình độ cao, các bạn nắm vững những cái căn bản võ thuật. Tất cả các bạn trung bình ít nhất phải trên 5 năm mà chuyên cần học luyện. Thì khi đó các bạn đọc sách võ thuật thì các bạn tham khảo thêm, các bạn mở mang thêm kiến thức về võ thuật thì các bạn sẽ hiểu hơn là chỗ nào người ta nói đúng, chỗ nào người ta nói nó có hơi có vấn đề sai, hay là chỗ nào người ta những cái nào là căn bản công, chỗ nào là cần nạp thêm, chỗ nào cần bỏ qua. Đó thì khi mà các bạn học lâu năm, các bạn nắm vững kiến thức thì các bạn sẽ đọc sách như thế. Tại sao mình nói như thế? Bởi vì có rất là nhiều người hiện nay người ta học võ từ sách ra, học võ từ sách ra, trong khi ở ngoài họ không học võ trực tiếp của một người thầy, họ không đi học võ ở câu lạc bộ, ở võ đường, mà họ chỉ học võ từ sách ra, dẫn đến tình trạng là gì? Dẫn đến tình trạng là ảo tưởng sức mạnh. Cái tình trạng này rất là nguy hiểm cho võ thuật, cũng như là nguy hiểm cho chính bản thân họ bị ảo tưởng sức mạnh. Mình biết có rất là nhiều người quen của mình rất hay đọc sách võ thuật nhưng mà không đi tập võ, không chưa bao giờ đi học võ, chưa bao giờ đăng ký một cái lớp võ cả. Bây giờ lớn tuổi rồi, nhiều khi cả bốn mấy tuổi, năm mấy tuổi ha, cái gì trong võ cũng có thể nói được. Nhưng mà thực ra nghe người ngoài nghe thì có vẻ là hay, là đúng, nhưng mà thực ra đối với người chuyên nghiệp như là mình tập võ chuyên nghiệp, mình tập võ là cái nghề của mình, thì mình nghe mình biết cái nào sai cái nào đúng, và hầu như là sai, và nó rất là nông, cái kiến thức rất là nông và chỉ là lý thuyết mà thôi. Anh ra giờ anh nói chuyện múa, chẳng hạn như là anh nói chuyện múa một bài quyền nào đó, rồi ra là vô địch thiên hạ, rồi đánh trưởng, rồi quay biến các kiểu, anh lừa nít mẫu giáo à? Tôi là người thầy võ, sao anh nói qua tôi được cái chuyện đó? Cái gì nó thực tế và cái gì nó là ảo tưởng, và cái gì nó là kiếm hiệp, cái gì nó là gọi là tiểu thuyết, các bạn phải phân biệt điều đó nhé. Cho nên cái việc đọc sách nó cũng có hai mặt, mặt tốt và cũng mặt xấu, mặt bất lợi ha. Quyển sách thì nó vẫn như thế, nhưng mà do cái người tiếp thu nó như thế. Cho nên các bạn lưu ý, học sách được, đọc sách được, nhưng mà đây là mình nói sách võ nhé. Đọc sách võ thì các bạn cần phải linh hoạt, các bạn cần phải học ở ngoài thì các bạn mới đọc sách được nhé. Còn nếu mà các bạn mà chưa đi học võ, các bạn đọc sách không, nó dẫn đến tình trạng ảo tưởng. Các bạn tưởng ta biết nhiều, nhưng mà thực ra cái kiến thức của bạn nó lung tung, nó rối mù tùm lum hết. Và nó, tại vì ngày xưa á, kinh nghiệm của mình thôi, có thằng bạn của mình á, nó khoe với mình là nó có một cuốn sách võ thiếu lâm hay lắm. Cái bìa của cuốn sách, các bạn biết là cái bìa cuốn sách nó trang trí đẹp kinh khủng, nhìn bí kíp võ công thiếu lâm nội gia quyền rồi là gì mà tông truyền tôi cái gì mà tông cái gì mà gọi là cái gì nhỉ, nguyên bản nguồn gốc của thiếu lâm á, các kiểu nhìn hoành tráng. Mình mở ra có một bài quyền, đó là bài La Hán Quyền. Các bạn biết rồi, mình đã làm bài La Hán Quyền cho các bạn đúng không? Và bài La Hán Quyền đó mà bài La Hán Quyền sai, mình nhìn là mình biết bài nào sai mà nó đúng, là bởi vì mình học sâu rồi. Bài đó là bài phiên bản sai, mà nguyên một cuốn sách dày thế này, thằng bạn mình á, nói thằng nhỏ khoái bí kíp võ công mô ra tập từng thế một. Thực ra nó chỉ là một bài quyền mà thôi, nó chỉ là một bài quyền, đâu phải là học xong cuốn sách này, đọc xong bài quyền này là các bạn trở thành cao thủ được. Đừng có nằm mơ ảo tưởng, võ thuật nó có rất nhiều khía cạnh, rất nhiều lĩnh vực,
rất nhiều là cái góc cạnh của võ thuật, như là quyền pháp, binh khí, đối luyện, đối kháng, rồi chiến thuật, rồi thể lực, rồi trời ơi, mình kể ra thì không hết đúng không? Và trong một cái binh khí thôi, mình nói vũ khí thôi, nó có thập bát ban binh khí. Thập bát ban binh khí là một cái ban của binh khí trong 18 cái loại đó. Một ban là có nhiều cái binh khí. Đó, đó là mỗi cái lục vũ khí không là các bạn thấy nó phức tạp, đó là chết choe rồi đúng không? Cho nên các bạn lưu ý nhá. Học võ tốt nhất các bạn phải đi học ở ngay người ngoài đời thực ha. Còn một nói một chuyện nữa liên quan đến học, ví dụ học trên võ trên YouTube cũng vậy. Học võ trên YouTube cũng có một cái cũng được. Nhưng có một cái điều cũng là hơi nguy hiểm. Bắt buộc học võ trên YouTube, bạn phải đi học võ ở ngoài đời thực. Sau đó các bạn nắm căn bản ở ngoài xong, sau đó các bạn tham khảo thêm trên YouTube. Các bạn chắc chắn rồi, đâu phải là các bạn lên YouTube bạn coi mỗi Tinh Hoa Võ Thuật của mình đúng không? Các bạn coi nhiều kênh võ khác, các bạn coi tổng hợp nhiều nơi khác. Thì khi mà các bạn coi tổng hợp mà các bạn không có cái nền tảng căn bản, các bạn sẽ dẫn đến cái tình trạng các bạn bị rối. Và kiến thức nó không có trật tự, nó không có logic với nhau, và các bạn sẽ bị rối và nhiều khi dẫn đến ảo tưởng sức mạnh. Và ta đi coi nhiều võ, lúc nào ta coi phim kiếm hiệp, lúc nào ta coi clip dạy hướng dẫn võ thuật, ta đi là cao thủ, không có đâu chuyện đó đâu nha. Các bạn phải đi học kết hợp song song, đi học ở ngoài đời thực, đi học ở một cái võ, một cái lò võ rõ ràng người thầy dạy, sau đó các bạn tham khảo thêm trên YouTube, tham khảo thêm trên sách vở, thì khi đó cái level của bạn nó nâng cao hơn, giống như doping bơm thêm để các bạn tăng level lên, đi nhanh hơn và hiểu rộng hơn. Chứ còn các bạn chỉ nắm bám víu có một thứ đó là sách võ hoặc là chỉ có coi trên YouTube không thì các bạn chỉ biết nắm căn bản. Nói chung là nhiều kênh YouTube đó. Có kênh YouTube mình nè, mình sẽ làm chi tiết căn bản, từ căn bản nâng cao và đa dạng. Còn mình chưa thấy có kênh YouTube nào mà làm chuyên nhiều nhiều cái lĩnh vực như mình. Có kênh YouTube làm võ thuật nhưng mà họ chỉ làm cái lĩnh vực một cái khía cạnh ha, một cái khía cạnh nào đó thôi. Còn mình làm tất cả, từ quyền thuật, binh khí, đối kháng, tự vệ, rồi mấy cái vlog giải thích, rồi những cái tin tức, nói chung là làm tổng hợp. Cho nên các bạn coi Tinh Hoa Võ Thuật thì cũng yên tâm hơn nhá. Các bạn lưu ý nhớ đăng ký kênh chia sẻ hơn nha, tiện nói luôn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để các bạn xem ủng hộ mình nhá. Mình tại vì mình hiểu điều đó cho nên mình cố gắng giải đáp cho các bạn và cố gắng làm cho các bạn nhiều clip đầy đủ chi tiết mọi khía cạnh của nhiều môn võ nữa cơ. Đó chưa có kênh nào là nhiều môn võ đâu, và là nhiều khía cạnh nữa cơ ha. Cho nên mình sẽ cố gắng từ từ dần dần hoàn thiện về cái kênh hơn cho các bạn nhiều hơn. Thì các bạn chú ý nhá, lưu ý điều đó. Nhớ đừng có đọc sách để bị ảo tưởng, mà đọc sách để giúp cho mình khá hơn, với điều kiện bạn phải đi học ở ngoài nữa nha. Rồi liên quan một cái vấn đề nữa, liên quan đến cái chuyện mà trong võ thuật, vấn đề số 2 hôm nay chắc giải quyết hai vấn đề thôi. Vấn đề số 2 là gì thì có bạn kêu trong cái clip mà mình kêu là tự vệ này kia liên quan mã tấu đô côn gì đó, không biết mà không nhớ clip nào mà không nhớ tài khoản gì nữa, nhưng mà bạn đó kêu là em cầm cái xà beng, em cầm xà beng em đánh lại với một đám hội đồng, một đám nhiều thằng, mình cầm một cái xà beng. Các bạn biết xà beng không? Cái xà beng là một cái cây sắt, giống như cây côn sắt rất là nặng, để mình đào đất hay là mình để có một cái đầu nó có hai cái móc như vậy. Mình không có mang, quên không có mang xà beng đi, nó nặng lắm, không chả mang, không phải quên mà cố ý không mang đấy, nó nặng lắm, mang mệt. Nó có một cái đầu có cái móc như vậy để bảy đinh, và một đầu nó nhọn để các bạn dùi đó, gọi là cây xà beng, nó ngắn của bạn này. Có cây xà beng lục giác và có cây xà beng tròn luôn, thì rất là nặng. Một bạn có bạn kia kêu với mình là anh ơi em cầm cái xà beng đánh nhau với nhiều thằng được không anh, thằng nào vô em đụng em đập luôn. Xin thưa với bạn là rất khó khi các bạn chiến đấu với cây xà beng. Mình biết cây xà beng nó nặng mấy ký cơ, cầm nó rất là nặng, cây sắt mà người ta thiết kế chủ yếu cho nó nặng để mình dùi vào mình bẩy để cái lực, nói chung là giờ không giải thích vật lý nhá, để các bạn bẩy đinh với là cái bẩy đinh nó dễ. Xà beng rất nặng, muốn chiến đấu được bằng xà beng thì bắt buộc bạn phải giỏi chiến đấu bằng đại đao, cây đại đao thật nặng, hoặc là binh khí dài. Đừng có đùa, không phải cứ cầm xà beng nên đánh được đâu, không có đâu. Các bạn cầm xà beng nên đánh mua không cả chớn là bong gân tay luôn á, chứ không phải bong gân mình luôn, chứ không phải bong gân nó. Thì chưa nói là các bạn đánh không cẩn thận, các bạn vụt một phát cái lực nó sẽ lao, cái lực nó bị lao đi, các bạn quật cái lực nó lao đi chứ. Trừ trường hợp tay bạn rất khỏe, đánh nó dứt lực ra, bắt buộc cơ bắp, bắt buộc cơ thể bạn thật khỏe, thì cái đó rất là khó nha. Cho nên các bạn không phải cứ cầm xà beng là đánh được hội đồng. Cao thủ võ thuật họ chỉ cần tay không, họ có thể giải quyết được 10 thằng. Họ chỉ sử dụng một cái áo khoác, họ có thể đánh được mấy thằng mã tấu. Đó là cao thủ. Còn một cái thằng giống mình đã trả lời cho họ đó, còn một thằng họ cùi bắp cầm 10 cái súng đi nữa cũng chả bắn được ai cả, bắn hụt.
Bắn súng là một kỹ năng, các bạn phải đi học bắn súng, phải nhắm cho chính xác, cầm cho chuẩn, đâu phải cứ cầm bóp còi là chính, đúng không? Không phải như thế nha, các bạn lưu ý, cái nào cũng có kỹ năng của nó. Cho nên các bạn yên tâm, không phải là cứ cầm đồ nhiều là các bạn thắng, có đâu. Cầm đồ nhiều nhiều khi nó hại thân, người ta gọi là gây ông đập lưng ông á. Đó, các bạn cầm xe bay ăn đập, cái nó lấy được xe bay ăn đập lại là nó đáng chịu quá. Nha. Đấy, sơ sơ các bạn lưu ý nhé. Khi chiến đấu đúng hội đồng bắt buộc, đó là kỹ năng cao nhất trong chiến đấu, các bạn phải có nhiều cái kỹ năng, rất là nhiều tổng hợp về đá, về đấm, về thân bộ pháp di chuyển, về phản ứng cơ thể, về cái chiến thuật tư duy. Nhưng mà cái đó mình sẽ nói giải thích kỹ hơn cho các bạn, nhưng mà các bạn nhớ đừng ảo tưởng sức mạnh nhé. Này lưu ý, phải đi học võ ở ngoài, rồi đọc sách thêm, tham khảo thêm, coi thêm trên YouTube để các bạn tăng level lên. Rồi nhớ là không phải cầm nhiều đồ là thắng đâu nhé. Rồi hôm nay cũng đã dài dòng và chúc các bạn tập luyện vui. Có gì đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình ha. Rồi có những clip level nó sẽ mạnh, có những clip là chỉ giải thích đơn giản mà thôi. Rồi các bạn thấy hay thì nhớ bấm like cho mình. Ok, tạm biệt các bạn nha.